Hôm nay cái cuộc thảo luận về cái nát lò vàng thì thôi cũng là cho chúng một cái lời cáo chung đi, cho cái xã hội Mỹ nó an toàn hơn, nó đỡ với những cái bọn sống cái kiểu cứ lấy cái lá cờ ra làm cái chiêu bài để đàn áp những cái người mà có cái tiếng nói khác. Thực ra cứ kêu cái là ở Mỹ là dân chủ này kia, nhưng mà cứ bất cứ ai mà lên tiếng, tức là không ủng hộ cộng đồng, người ta sống theo cái cách của người ta, tức là chưa chắc người ta đã yêu cộng sản, thế nhưng mà người ta không không muốn theo cái nước đường của cờ vàng thì lại quy cho cộng sản này kia, rất là khổ cho những người đấy. May mắn cho anh Thạch Xanh với anh An Bình Tâm nó không sống ở cộng đồng, sống ở cộng đồng thì chắc là cũng chả dám lên diễn đàn này để chia sẻ này đâu. Đúng không, tôi treo Hôm cờ qua giờ hôm kia tôi có đứng đầu thằng thôi. hôm qua hôm kia có thằng nhắn tin Messenger dọa rồi đó chứ. Đâu nói đi Thế đâu mà tới nơi tôi nói là rồi các anh ở không ở cộng đồng, chứ ở cộng đồng nó vác đến cửa nhà như là đến gì nhà vũ cái gì ấy, thì ông có phải là hai tiền ông không? nói gì ông có đồng đồng từ nhà tôi cho tới ngay chỗ của mấy sọc lầu đúng không, chưa đầy hai hai chục cây số nó biết nhà tôi á, mà nó thằng nào dám tới đúng không, tới tới đi bước vô chừng ba bước đi Đâu đã có Hùng Lân nó hỏi anh yes or no, anh không nhớ hả? Yes thì mà chào cái thằng này mày đi đủ má nó, về nó vô ngoài đường đủ mẹ nó đi vô ngoài đường ơi, nó chửi cộng sản gì chứ mà nó đang làm cái kho của cộng sản á vậy, cái kho bên Jackson Làm á, gì anh? nó đi làm trong cái kho đó của người Việt Nam, mình nhập hàng từ Việt Nam qua bển đó, rồi đi chia ra ngoài giống như gạo như là nước mắm đó, cái chợ đó. Cái kho tên gì anh, có cái tên không, để bữa nào gặp diễn đàn khác đi khệ nó chơi. Ủa, thằng bạn mình nó nói cái gì để mình hỏi lại cái tên gì, Quá ông ở bên Dallas mà dùng như con chó. Cái bữa mình qua bển đó đó, mình đưa thằng Trinh, à. thằng mình đưa thằng Giang nó bay qua đó, mình đi vô nhà hàng Sài Gòn Mitchell mình ăn, mà Nghe chưa, ngồi thấy rõ đợi có chưa, gói tôi lấy sẵn vào tiệm gõ rồi, tiệm chưa có khách. rồi, không biết có bị nhảy lên để xuống không, mạng gì cùi Chưa bắp phải thật. cái sống đâu, mà tại ông chỗ, tại cái Thấy người chưa, sử dụng cái phone đó. mày dốn Đấy rồi dốn làm chi mà sợ. anh. Anh Yes, bảo là anh đặt cái phone đi, mua cái phone khác, mua phone Việt Nam thôi, được miễn rồi, thế tới tới tiệm là lấy sóng, không phải xấu luôn cái người đang sử dụng cái tới phone đó. tới tiệm rồi, tới Thế tiệm này lấy với sóng anh vào Thạch tiệm được Xanh là rồi, ăn ở thế nào nó mày mới thế dốn đúng làm không? chi mà sợ sợ. Do ăn ở đâm ra nó mới thế. John, John sợ thằng nào hù á, giấu mặt chứ John. Mới cũng vậy rồi, Mỹ Nam mà sợ ai biết mặt lắc tôi ra ngoài đường. Thôi ông sợ Cách Hùng đây Lân ông ơi. hai ngày có thằng nhắn Messenger tới Ông anh ấy bảo là anh ấy là Mỹ Nam, không mẹ lo sợ giấu mặt lộ thì mặt ra thì sợ em rồi, khó nói ngủ, như thế thì khó sợ ngủ. Hùng Lân sợ IQ Em nói rồi đó. ông nói trên đời nữa. tôi Chào nói ông chuyện chửi. này, ông Bình Dương, tôi nói ông như này, trên đời tôi chỉ sợ không có tiền, chỉ sợ bất hiếu cha mẹ thôi, chứ là ông hết tôi chưa biết sợ ai bao giờ. Dám tấn công cả đại bản doanh của thủ tướng làm sao mà phải sợ. Không biết bây giờ tổng không thống dám lòi mặt là phải sợ ai đó, là không dám lòi mặt. tổng thống Đào Minh Quân. Đủ má mình ngồi mình lái xe từ nhà mình tới nhà Không đó biết, nhưng tám bây giờ không dám lòi mặt là chứng tỏ đang sợ cái đó, không biết. má đang nằm trên giường ba mệt đâu quá hôm qua. Không biết bây giờ này, nói bây giờ không nói nhiều, lòi cái mặt ra đi. Sợ Covid, sợ Covid. À, nó cũng không nói là bị Covid rồi về phải cách ly rồi về phải làm cái gì, nó không chỉ thông báo rồi cho nó không không có nói là phải làm cái gì hết, nó nói là nó chỉ thông báo mình bị rồi, cho nó cũng không nói là về phải cách ly người này người kia, hoặc là hỏi đã tiếp xúc với ai, hoặc là về chữa trị như thế nào, chả nó chỉ cần đưa cái rồi mình về tự làm gì đó làm, nói đau đầu thì uống Advil, thuốc ho mua thuốc ho, sốt mua thuốc sốt uống, còn mà uống thêm chủ sinh gì đó thì thích thì mua uống, nó nói vậy đó, Ông giống nước Mỹ, Mỹ nước giữa Mỹ Covid nữa vậy đâu, đó. nước Mỹ người ta Bây hiện giờ đại giường chứ gì, đâu, giường đâu, giờ nước chỉ Mỹ có người ta những hiện người đại. mà thở không nổi, đi không nổi thì mới xem, mà như bây giờ cũng không không có giường này như thế sệt.
mà đúng quá, lúc Mỹ người ta hiện đại như vậy thôi, đủ bánh với con thở hiện đại không cần chữa đâu, hiện đại là không cần chữa đúng không, sàng lọc dân số đúng không, đúng rồi, nước Mỹ, nước Mỹ là vậy, có nước Mỹ thôi. Thì Mỹ đang là Mỹ đang làm, Mỹ đang sàng lọc sức khỏe dân số đó, Mỹ đang, Mỹ đang sàng lọc sức khỏe dân số đó John. Là người tốt thì sống lâu, chị thằng Huy Đức nó còn to gấp mấy anh mà nó đang Mỹ dùng phương pháp đấy. Covid để sàng lọc sức khỏe dân số đó hả, anh làm sao mà khỏe bằng thằng Huy Đức, thằng Huy Đức nó to như con tịch nhưng nó cũng đang thở oxy đấy thôi, sao anh lại khỏe thế, hay là do ăn ở đâm ra được trời thương đấy. Nhà anh là bị bốn người mà cũng tự mua thuốc về uống à, rồi xong rồi mua đủ loại thuốc uống vậy đó, rồi qua hết. Cái thằng anh là bốn tuần nữa đó, cái thằng qua hết Đức, rồi cái thằng lồn. Nhà mấy đứa con cũng qua rồi, vợ cũng qua rồi, có thằng cháu chưa thôi, thằng cháu nhỏ xí thì chưa không lấy thôi, chứ còn lại bị hết đó. Thằng Huy Đức mà ông nói chuyện, ông nói là ông bị ai với tôi, ông bị ai với tôi, ông bị thằng Huy Đức. Đức đó, Huy Đức đó, nó cũng thôi, Huy Đức nó giống giống thằng Đông Tà. Tôi nói đa số mấy ngọc đầu, thằng nào bị dính á, không có thằng nào không có đó. Tôi đã đủ rồi, đủ. Huy Đức thì nó thấy cái hình to vậy chứ ở ngoài nó còn thấp mà. Nó ở chia thầu, nó ở gần nhà tôi, nó chia thầu như đâu, Huy Đức á. Nó lái xe cách nhà tôi giống như ở Đà Lạt thì xuống dưới chỗ ấy thôi chứ. Nhưng mà cái Covid này nó, em nói là nói trêu thôi thôi chứ Covid này nó đâu có người to người bé mà khỏe hơn nhau đâu, vấn đề là cái thằng to mà bị bệnh nền rồi là dễ bị ngã gục đúng không anh? Đúng rồi, chứ đâu có quan trọng là to nhỏ, người nhỏ nhưng mà người ta không có bệnh nền thì người ta dễ vượt qua, to khi lại gút mới mỡ máu mới lại tiêm tim thì dễ bị à. Lan Hoàng ơi, với mọi người ơi, Lan Hoàng ơi, với mọi người ơi, ông bây giờ có nặng bao nhiêu? Lan Hoàng với mọi người ơi, thực ra thì ngay cả ở Việt Nam và các nước ấy, bệnh nhân covid thì cũng thực ra là chưa, bệnh nhân covid thì thực ra là cũng chưa có quốc gia nào có cái thuốc đặc trị covid hết. Bây giờ người ta chữa các cái liệu pháp kết hợp thôi, thì cho nên là ở Việt Nam thì còn tối tại tập trung bệnh viện chữa, cho giờ Mỹ nó nhiều quá không có tẩy được, thành ra là tự chữa trong gia đình thì ai qua thì qua, ai không qua thì đi thôi. Nhưng mà thực ra nếu mà tính tỷ lệ giữa người mà... người nhiễm và người được cứu sống cũng như người chết thì cái người tỷ lệ người được người qua khỏi cũng nhiều hơn. Và... nữa ông xin tặng nước Mỹ đồ rồi, vô mặc đồ rồi hả? Ông tôi nói mà đông quá, ông xin tặng nước Mỹ nữa, tại vì nước Mỹ đó cái gì nó cũng là sơ sơ thôi. Ai nó cũng muốn để ai xin tặng. Thích sống thì sống, anh cứ chết. Đậu xin tặng đâu. Cái đó là nước Mỹ thôi. Đậu xin tặng. Ai dám xin tạc, bắt que nó dí chết, ai dám xin tạc, bắt que nó dí chết, ai dám xin tạc. Đấy là mình nói sự thật thôi, mình nói nãy mình nói ăn... sự thật mấy... thôi. Mình cái này là cái này tôi nói nãy giờ tôi nói rồi, ông này cũng hay cãi là đúng rồi, tôi nói đường này ông cãi là đường kia, tôi nói mình nói ý, tôi nói theo mình nói sự thật nó thôi được rồi, ông nói đi anh, mình nói sự thì anh nói... mình nói sự thật thôi, ai dám xin tạc. Tôi đang nói là mấy ngọc lầu nó nói vậy á, nước Mỹ là không cần cái gì hết, quá là tôi móc hồi nãy giờ mà ông không hiểu tôi nói thì đã nói sự thật mà. Ra thì những cái hiểu anh vàng không hiểu là bị dính nhiều nhất ở cái chỗ là toàn đi tuần hành ủng hộ chung đã nói thật mà đã nói thiệt mà thấy không đã. Cái gì anh không cái này thì phải chỉnh phải sửa Lan Hoàng này nói cho chính xác chứ không bị bẻ đó. Tức là cái cờ vàng mà cái loại cuồng trùm á, mà đi tham gia cái chương trình
biểu tình của Trump thì nó mới là cơ hội lấy nhiều đi các cái chuyện, các cái đấy thì em biểu tình 6 tháng 1, biểu tình trước đó ủng hộ Trump đột trước đó, và các cái buổi kêu gọi vận động tranh cử mà Trump ở trên thì Trump không đeo, Trump không đeo mặt nạ. Đúng rồi, không đeo mặt nạ mà còn nghe này Trump là còn đi đi quảng cáo virus chỉ là cái Trump không đeo thì ở dưới nó cũng không đeo theo, không đeo mask, không đeo luôn khẩu trang á. Thách thức luôn là không đeo khẩu trang, với lại Covid chỉ là cái thuyết âm mưu của Đảng Dân Chủ đâm ra chính họ, chẳng qua là họ không đăng lên à, những người lần họ bị đâu. Trump là tử mâu thuẫn lắm nha. Mà nói chung như mấy thằng sọc lầu chết là vừa đủ, má đừng có binh nữa. Trump á, thứ nhất là không đeo ma, không đeo khẩu trang, nhưng lại là không Trump á, thì kể công là khuyến khích nhanh chóng sản xuất vaccine COVID. Nhưng mà khi có vaccine COVID rồi thì Trump không đeo ma khẩu trang mà cũng không chịu chích ngừa luôn, không chịu chích ngừa luôn, Trump cũng không chịu chích ngừa luôn, Trump cũng sợ chết, chưa có tin tưởng loại vaccine đó, cả gia đình mà Trump chưa có ai chết hết đó. Thế mà cứ suốt ngày kêu là do ông ấy mà phát triển sợ chết mà lại không chịu đứng ra tiêm. À, thành công nói là có thành công thậm chí là do ông này kia, mà nhưng khi có vaccine thì cả gia đình ông Trump chưa ai chích vaccine hết đó, tại ông đâu có đã tiêm đâu, ông mẹ ông suối người khác chia chích thôi. Trung thì chỉ thành công nhưng mà dỗ tội anh ăn tâm. Cái đợt mà ông Biden thắng cử ấy, thì cổ phiếu nó lên như diều gặp gió sau vụ Capitol ấy, thì cổ phiếu nó xuống thì chả thấy ông ấy nhắc nhở gì là do tôi bị thế này thế kia mà cổ phiếu xuống nhỉ. Trump thì nói chi nữa, Trump thì cái gì công là của ông mà tội là người khác lo chịu chứ. Tính cách của ông đó, công là của ông cái đã. Sau 6 tháng 1 cổ phiếu lao dốc không phanh ấy, mà chả thấy ông ấy nói gì. Nhưng mà đến bây giờ vẫn còn mấy cái kênh như là thằng Trần Michael, Sonia, Thời sự Hoa Kỳ. Đến rồi là bây giờ vẫn còn rất là lân chọc bốn xa đây, vẫn còn đi phỏng vấn ông Hot Tác nói là tổng thống Trung không thua đấy. Em nhìn nghe cái cặp bài trùng bốn xa ngày nào bốn xa TV có đến giờ này này mà đến sáng nay đến ngay bây giờ này vẫn còn những cái YouTube có mấy cái thằng cái loại ngáo trôm cuồng trôm đó bây giờ vẫn nói là nói là chờ đi, tổng thống chờ Trump đang chuẩn bị lực lượng để đến ngày đó thay vì lễ nhậm chức của Biden thì thành lễ nhậm chức của Trump. Ngáo đến cái mức đó không hiểu nổi luôn. Em còn thấy một cái kênh YouTube là nó làm nó ở Pelosi bị bắt còn Trump đang đó ở bên chạy quân đội. Ngáo đến thế là cùng anh đang hôm qua anh cũng có chia sẻ trên đăng nhà đó, ngáo sáng nay chưa kịp chia sẻ, sáng nay cũng đang mới xem đang còn trực tiếp thì đó cái loại ngáo thì giờ nó không có kể gì đúng sai đâu, nó ngáo rồi thì cứ miễn là Trump là được, nhắc Trump là ok cái đã, chứ còn cái đúng sai không có bất biết, không mà cần theo luật pháp. Cái bọn cuồng nó cứ tìm cái tiêu đề là Trump sẽ thắng, cái này là thực tế này, cái này là thực tế này mà có thể là nguy hiểm mà FBI và các cái tiểu bang của nó cảnh cáo rồi này, cảnh báo rồi này, warning rồi này, tức là sẽ chắc chắn là dự đoán là và FBI họ cũng nắm, CIA cũng nắm được, sẽ có những cái tổ chức cực đoan mà ủng hộ Trump á, nó sẽ quậy ở tại tòa nhà quốc hội của các tiểu bang á, cho nên là hiện nay họ cái thông tin nó lộ ra thì bên FBI cũng như lực lượng đang triển khai các lực lượng mấy cái đó, nhưng mà sợ nhất thì vẫn ở thủ đô Washington thôi. Nhưng mà cũng không loại trừ tại 50 tiểu bang, tại tòa nhà quốc hội của 50 tiểu bang á, thì nó sẽ có, cũng có các cái vụ biểu tình nó ủng hộ Trump, cuồng Trump thì nó cũng quậy quậy cái đó. Thì cái đó cũng phải đề phòng. Cho hiện nay á, cái tin chính xác là Trump biết là không thể lật được rồi, bây giờ thì không còn
cửa, và nhưng để tránh xấu đi thì Trump cũng không thể làm cái việc hành động tệ hại hơn nữa. Cho Trump đã ra cái tình trạng khẩn cấp để điều động quân đội để bảo vệ cái ngày không cho nổi loạn như cái vụ vừa rồi nữa. Thì ngày hôm qua thì ông Trump với ông Mike Pence có họp, có ngồi nói chuyện lâu lắm rồi mới ngồi nói chuyện với nhau, thì bàn đến cái phương án đó. Thì bây giờ là tốt nhất là ông Trump nên làm mà đừng để xấu thêm hình ảnh, tức là hãy điều động lực lượng về bên quốc gia cũng như quân đội để phòng những cái đám quần Trump mà mù quáng đó nó phản loạn, nó biến thành bạo động. Chứ còn chắc chắn Trump là sẽ không làm gì hơn nữa đâu. Mà thì vì không phải vì chỉ hạ viện mà hoặc là các cái nghị hạ sĩ hạ nghị viện, các nghị sĩ tại hạ viện hoặc là của dân chủ không, mà ngay cả các cái quan chức cao cấp của đảng Cộng hòa tại thượng viện và hạ viện cũng đã khuyên ngăn cũng như cũng có những cái cố vấn cho tổng thống Trump rồi. Nói như vậy chứ ở trình độ Trump thì cũng phải có biết điểm dừng cái gì lại thôi. Có ngoan cố đến đâu thì bây giờ qua ngày 6 tháng 1 rồi thì không thể thay đổi nữa. Thì Trump cũng phải biết mình làm gì chứ. Trump cũng phải biết mình làm gì chứ. Trump là người nhà ít nhưng cũng là lãnh đạo tối cao của nước Mỹ, chứ cũng phải hiểu luật chứ.